Xin chào tất cả bạn, chào các bạn quay trở lại nhóm review. Thì hôm nay nhóm xin giới thiệu cho các bạn về cái ổ cắm kiểm soát nhiệt độ VK2002 100W. Thì trên tay mình đây là bộ sản phẩm này, gồm có hai phần. Phần nhất là bảng điều khiển và đầu vào, đầu ra. Phần thứ hai là đầu đo nhiệt độ. Thì đây là sử dụng cảm biến nhiệt độ NTC. Với cái bộ này, các bạn có thể ứng dụng nó vào trong các cái hệ thống làm như lò sưởi, vườn ươm hay là làm mát ở các cái nông trại hay là các cái phòng thí nghiệm. Thì bộ sản phẩm này sử dụng điện áp AC từ 100 đến 240V. Đây, các bạn sẽ cấp nguồn vào cái dây ở đây. Thì ưu điểm của bộ này, các bạn không cần phải kết nối dây. Đó, nó có sẵn các cái ổ cắm này, dây cấp nguồn vào này. Đó. Và dòng tối đa của nó là dòng tối đa ở đầu ra là 10A và công suất từ 150W đến 220W. Thì bộ sử dụng đầu đo nhiệt độ NTC nên là nó có khoảng có cái giải nhiệt độ là từ âm 50 độ C đến 110 độ C nhé. Độ chính xác là 0,1 độ C. Thì cái dây này dài 2 mét nên là các bạn có thể đặt ở vị trí xa cái bộ điều khiển đây. Về phần điều khiển này, ở trên cùng có một màn hình LED 3 số này, 7 thanh để hiển thị nhiệt độ và hiển thị cái cài đặt. Hai bên là đèn báo trạng thái của đầu ra, đóng ngắt đầu ra. Đây là hai nút bên này là cài đặt ngưỡng thứ nhất, hai phím tăng giảm đây là cài đặt ngưỡng ở ngưỡng thứ hai. Một đầu ra thì đây có hai chuẩn này, một chuẩn hai lỗ và một chuẩn ba chấu, 1, 2, 3 để chuẩn hai. Về phía đằng sau thì có ba cái khe này, thì bạn có thể gắn nó lên tường. Đấy, rất là tiện dụng. 1, 2, 3 gắn nó lên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng, đồng thời nói về cái nguyên lý hoạt động của cái bộ này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn này, cấp nguồn 220V AC. Đó. Thì với cái bộ này, các bạn có thể là lắp nó vào hệ thống làm nóng hoặc là làm lạnh. Thì ở đây mình sẽ sử dụng tải là cái bóng đèn để thể hiện cái trạng thái đầu ra. Đây, các bạn cắm luôn vào đây. Ok. Thì để vào cái chế độ cài đặt này, các bạn chỉ cần nhấn bên này, bật tăng này, giảm này. Đây, muốn cài đặt ở cái ngưỡng thứ hai thì cũng làm tương tự. Đấy, cũng nhấn một nút tăng giảm đây. Đó. Thì trước khi test các cái chế độ, mình sẽ nói qua về cái nguyên lý hoạt động của nó. Các bạn chú ý nhé, mình sẽ viết ra đây để các bạn dễ hiểu hơn. Bây giờ mình sẽ đặt cái cài đặt ở bên này là T1, ở bên tây là T2 và nhiệt độ môi trường. Nhiệt độ ở đầu đó là T. Thì nó có hai chế độ, một chế độ làm nóng và một chế độ làm lạnh. Thì các bạn sẽ tùy biến theo cái ứng dụng của các bạn. Thì trường hợp thứ nhất này, nếu mà chúng ta cài đặt T1 lớn hơn T2, ví dụ ở đây mình đặt là 30 độ này, cái này mình đặt là 28 độ C. Thì khi T1 này, khi mà nhiệt độ môi trường ấy nó lớn hơn T1 thì sẽ có đầu ra, tức là tiếp điểm dưới đây bên trong sẽ đóng. Còn T mà nhỏ hơn T2 thì là cái đầu ra sẽ không có, tức là tắt.
Và trường hợp thứ hai, đó, thì cái chế độ này là chế độ làm lạnh nhá. Chế độ làm lạnh. Nếu mà chúng ta trường hợp thứ hai là T1 nhỏ hơn T2. Giả sử cái này mình đặt là 28 độ C này. Đây là 30 độ C. Thì khi khi nhiệt độ ở đầu đo, nhiệt độ ở đầu đo mà nhỏ hơn T1 thì đầu ra sẽ có này, T lớn hơn T2 thì đầu ra sẽ tắt. Thì tương đương cái này là sẽ là chế độ làm nóng. Đấy, tức là khi mà nhiệt độ xuống quá thấp thì chúng ta sẽ bật đèn hoặc là bật cái lò sưởi để tăng cái nhiệt độ đến cái ngưỡng T2. Đó, thì nguyên lý hoạt động của nó là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ test thử này. Trường hợp thứ nhất là T1 30 độ C. Đấy, T2 là 28. Các bạn để khoảng 3 giây nó sẽ vào chế độ nó tự lưu. Thì hiện tại nhiệt độ ở đầu đo là 21,6 độ C. Mình sẽ tăng lên nào. Tăng lên 30. Đó, thì khi 30 thì đèn đã sáng, làm lạnh đấy. Các bạn có thể lắp nó vào cái điều hòa làm mát. Rồi, bây giờ sẽ cho xuống nhiệt độ dưới 28 này. Khi mà nó làm lạnh đến cái nhiệt độ mà chúng ta cài đặt thì nó sẽ ngắt cái đầu ra, nghĩa là ngắt quạt chẳng hạn. Đó. Ok, thì xong trường hợp thứ nhất nhá. Bây giờ chúng ta sẽ test trường hợp thứ hai. Chúng ta sẽ đặt T1 là 28 độ C. Và T2 là 30. Các bạn có thể nhấn giữ nhé, để cho nó tăng nhanh hơn. Đấy. 30 này, chờ 3 giây để nó lưu. Đấy, thì hiện tại nhiệt độ đầu đo là 26 thì nó sẽ nhỏ hơn T1. T1 là đây, đóng. Tức là nó sẽ làm, chúng ta sẽ lắp vào cái lò đốt nhiệt chẳng hạn để cho nó tăng nhiệt độ lên. Thì bây giờ khi mà nhiệt độ nó lên cái mức chúng ta cài đặt thì nó sẽ tắt. Nó ngược với chế độ làm lạnh nhá. Ok. Đây thì đầu ra đã tắt. Bây giờ nó sẽ giảm xuống khi mà nhỏ hơn T1 thì là đèn sẽ bật. Rồi. Ok, thì trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn cái cách hoạt động của ổ cắm kiểm soát nhiệt độ VK2002. Rồi, thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà bạn nào có thắc mắc về cái nguyên lý hoạt động của bộ sản phẩm này thì có thể liên hệ với nhóm để được hỗ trợ nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.